lên đỉnh núi cao. Nhiều nhạc sĩ chỉ có 1-2 bài để đời là đủ để công chúng nhớ họ lâu dài, trong khi cố nhạc sĩ Phó Đức Phương có rất nhiều bài nổi tiếng. Các tác phẩm của ông không bài nào giống bài nào, vậy mà khi nghe người ta vẫn nhận ra là Phó Đức Phương. Cá tính và tinh thần vì sự nghiệp chung của Phó Đức Phương còn thể hiện qua việc sẵn sàng bỏ ra 18 năm đời mình để khai phá công tác bản quyền âm nhạc. Ông là người đặt những viên gạch đầu tiên trong công tác bảo vệ, đấu tranh về bản quyền âm nhạc, sáng tác của các nhạc sĩ. Kể cả khi trong người mang bệnh, ông vẫn dành nhiều thời gian tâm sức cho việc bảo vệ tác quyền. Đến nay, nhận thức về bản quyền ở nước ta đã có nhiều thay đổi, và ở đó luôn có bóng dáng của người nhạc sĩ đã hy sinh quá nhiều cho điều này. Cuộc rong chơi của ảnh, tôi nghĩ rằng nó như là một sự kết thúc đẹp của một sự rong chơi giữa trần thế đầy tình người này, và để lại những gì thăng hoa nhất cho đất nước, cho tổ quốc đất nước của chúng ta. Đó là vế thứ nhất về âm nhạc tôi muốn nói. Vế thứ hai, phải nói anh Phương thì chắc lẽ ai cũng biết đó là một nhạc sĩ nguyên là giám đốc Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam, đi suốt một quãng của anh và quá hiểu về bản chất dấn thân nhiệt huyết đó ra sao của Phó Phương đối với cái xây dựng trung tâm này. Cái thứ nhất, chúng ta phải đặt vấn đề ngay, để có một cái trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam hôm nay, để các nhạc sĩ được hưởng thụ những tài sản chính đáng của mình sáng tác ra, đồng thời đòi lại những quyền lợi chính đáng cho các nhạc sĩ, và một phần nào đó thế giới, các simo quốc tế biết được trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam là gì. Phải nói thật, người đặt viên gạch xây nền móng đầu tiên và từng bức thang đó, đó là nhạc sĩ Phó Đức Phương. Những năm tháng cuối cùng, nhạc sĩ xác định sẽ dành để viết những bản hùng ca, ghi lại những trang sử chói lọi của dân tộc. Ông đã kịp hoàn thành Bạch Đằng bản hùng ca sông Thiêng, Mãi mãi Việt Nam, Lời thề sông Hóa về Trần Hưng Đạo, đến Hội thề Mê Linh về Trưng Vương, bài ca Thần Chim Lạc. Đối với nhạc sĩ Phó Đức Phương, ông coi việc viết về những trang sử hào hùng của dân tộc như một sứ mệnh, một trách nhiệm và đồng thời là một vinh dự của mình. Năm 2016, trong một live show riêng của mình, cố nhạc sĩ Phó Đức Phương đã vừa gõ bàn vừa hát ca khúc Cùng Một Con Đò. Ca khúc này như lời tâm tình, lời tự sự của cố nhạc sĩ với cõi tạm. Một đời hoạt đất sủi tâm mắt hồ. Trong cái đợt lễ tang này, thực hiện di nguyện của ảnh, gia đình và chúng tôi cùng là gia đình cũng đã bàn là giờ phút cuối cùng để trước lúc di quan tiễn đưa anh về công viên tưởng niệm của Thiên Đức thì phát lên bài hát Cũng Chỉ Là Một Con Đò. Thì chính Phó Đức Phương hát và tự gõ phách, tôi nghĩ rằng đây là một điều, một điểm nhấn khi chúng ta tiễn Phó Đức Phương lần cuối cùng đi về, rời cõi tạm về cõi Vĩnh Hằng. Sự ra đi của nhạc sĩ Phó Đức Phương để lại nhiều tiếc thương, đau xót cho những người đồng nghiệp, những người em, người bạn đã có cơ hội đồng hành, làm việc cùng cố nhạc sĩ. Anh Phương đối với tôi và có lẽ đối với nhiều các nhạc sĩ trẻ như một người anh, như một người bạn. Và luôn luôn với chúng tôi, anh Phương đều coi chúng tôi như những người bạn. Và bất cứ một cái cuộc gặp gỡ nào, anh đều rất là gần gũi, thân thương và chia sẻ đến tận cùng tất cả những cái điều gì đó về anh biết về nghề nghiệp để cho chúng tôi có thể có cái nhìn rộng hơn đối với nghề. Cái thuở mà Mỹ Linh mới bắt đầu vào nghề á thì những bài hát đầu tiên mà Mỹ Linh hát, trong đó có hai ca khúc rất là nổi tiếng sau này của chú Phó Đức Phương, đó là Trên Đỉnh Phù Vân và Chảy Đi Sông Ơi. Thành ra là khi mà nghe tin chú mất, buồn mênh mông ấy, đúng là chú Phương giống như một cây cổ thụ ấy. Nó đơn giản là một cái cây thôi, và khi mình cần bóng mát thì mình cứ ngồi ở dưới, mình đâu có biết nó hiện diện ở đấy đâu. Thế nhưng mà bỗng một ngày nó không còn nữa, tự nhiên mọi người cảm thấy nó quá mất mát ấy. Tự nhiên nó trống vắng ấy, nó trống trải ghê gớm. Ngoài tài năng đặc biệt về sáng tác, nhạc sĩ Phó Đức Phương còn được biết tới với tư cách sáng lập và điều hành Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam trong nhiều năm. Sự ra đi của nhạc sĩ Phó Đức Phương là sự mất mát lớn đối với nền âm nhạc dân gian đương đại.
nền âm nhạc Việt Nam sẽ luôn ghi nhớ đến một người nhạc sĩ tài hoa với cái tên Phó Đức Phương.